Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tổng kho gạch ốp lát của mình. Thưa các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một dòng gạch giá rẻ của Vitto, và đây là dòng gạch có vân gỗ. Và nếu như mà các bạn đang có nhu cầu muốn mua một dòng gạch giá rẻ vân gỗ thì đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể lưu ý trong video ngày hôm nay. Thưa các bạn, chính là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta đây. Mời các bạn cùng xem. Đây là dòng gạch có kích thước là 60x60, sử dụng cái lớp men bề mặt ấy là men bóng hay còn gọi là men nhẵn, và cái họa tiết bề mặt là họa tiết dạng gỗ. Chúng ta có thể thấy là những cái vân gỗ trên bề mặt cái lằn men rất là sinh động, rất là giống gỗ, và màu sắc nó là màu vàng nhạt. Thì khi chúng ta sử dụng lên trên bề mặt công trình của chúng ta thì sẽ đem lại cái sự ấm cúng, cái sự gần gũi, cái sự mộc mạc của cái vân gỗ này, và nó lại có những cái lớp bề mặt nó bóng như thế này nữa, thì nó một là phản xạ ánh sáng tốt, thứ hai nữa là nó cũng đem đến thêm cái sự sang trọng cho công trình, và thứ ba nữa là chúng ta sẽ dễ dàng khi mà muốn vệ sinh và lau chùi. Và thưa các bạn, dòng gạch này thì có giá rất là rẻ. Đây là cái phần xương gạch là xương ceramic, tức là cái thành phần đất sét nó rất là nhiều, nó có nhiều tỷ lệ là nó là đất sét, nó ít, và tỷ lệ bột đá thì ít thôi, còn lại là phụ gia. Cho nên là cái gạch này, cái xương của nó tương đối là giòn và hút nước tốt. Nếu bây giờ tôi vẩy nước lên nó sẽ hút nước rất là tốt đấy. Thì vì vậy nên là dòng gạch này chúng ta nên lưu ý là chúng ta sử dụng ở những nơi mà cần có cái ít những cái vật nặng ở bên trên và ít phải chịu những cái tải trọng nó lớn đó, thì chúng ta sử dụng thì nó sẽ được lâu bền. Còn nếu không thì chúng ta sử dụng để trang trí, ví dụ chúng ta ốp. Kích thước này cũng hơi to nhưng chúng ta ốp, nếu một số nơi chúng ta có thể ốp, hoặc là chúng ta dùng ở những nơi đi lại ít thì sẽ rất là phù hợp, và nó lại được cái giá rẻ, chúng ta sẽ tiết kiệm được một nguồn tài chính nhất định. Vitto. Và hiện tại thì dòng gạch này đang có giá bán các bạn là khoảng 105 đến 115 ngàn một mét vuông, và giá có thể thay đổi theo từng thời điểm. Cho nên là nếu các bạn có nhu cầu muốn mua dòng gạch này thì các bạn có thể liên hệ với Bùi Minh theo số hotline là 0968 458 885 để nhận được ngay những thông tin mới nhất và cập nhật giá mới nhất của sản phẩm. Hoặc các bạn có thể đến tại các địa chỉ của Bùi Minh là BT3 Lô 8, khu đô thị Vina Connect 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc số 285 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Các bạn cũng có thể đến tại kho của Bùi Minh là địa chỉ số 2 phố số Hà Đông, Hà Nội để xem trực tiếp và chọn mua sản phẩm. Video của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình. Sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội. Luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.